Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay Khôi Phạm TV đang có mặt tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế để viếng Thánh Gerardo, là một vị thánh một mạng của các bà mẹ mang thai và các thai nhi. Hôm nay mình tới đây để cảm tạ Chúa và cảm tạ Thánh Gerardo đã gìn giữ cho bà xã của mình trong suốt quá trình mang thai, và cũng như là sinh nở cả mẹ và bé đều được mẹ tròn con vuông. Nhân dịp này mình cũng ghé nhà sách dòng Chúa Cứu Thế để mua một số đồ để chuẩn bị cho lễ rửa tội của con trai của mình. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng hiệp thông với mình dâng lời cảm tạ đến Thánh Gerardo, cũng như là sẽ đi một vòng tham quan nhà sách dòng Chúa Cứu Thế nhé. Anh muốn mua cái khăn rửa tội, khăn rửa tội em bé. Sao ạ? Cái khăn áo, áo rửa tội khăn. Dạ em mời anh lên lầu. Em ơi, anh muốn mua khăn rửa tội của em bé nè. Dạ, hai dạng là cái chung. Hai bên này, hai này. Này trai bé gái thì là cũng xài chung với nhau này. Mua vô lấy. Lấy lại cho tôi.
có mình còn nến rửa tội sao nhỉ? Dạ, nến ở dưới chút để lại đi con ơi. Tôi quẩy vẫn nên hả? Chú có nói nên rượu của em bé là người ta lấy cho. Rồi. Dạ 46 rồi. Em ăn mua, muốn mua cây nến rửa tội của em bé. Mình có màu khác này. Nếu lựa chọn nến màu có không? Màu gì ạ? Màu xanh. Màu xanh không được nha. À, vậy là mình bắt buộc phải màu này. Màu trắng thì ạ. Vậy lấy cái này. Bao nhiêu em? 8. À, rửa tội là bắt buộc phải nến trắng. Chúng ta đã đi một vòng và mua đầy đủ đồ để cho chuẩn bị lễ rửa tội của em bé rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra viếng Đức Mẹ tại đền Đức Mẹ của nhà dòng Trương Cứu Thế nha.